Wow. Xin chào các bạn, hôm nay thì chúng ta bước sang bài 13 và chúng ta sẽ bước sang một chủ đề mới, đó là chủ đề về thời gian trong tiếng Nhật là Zikan. Ok, bây giờ chúng ta muốn nói rằng là bây giờ là mấy giờ rồi thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Mình sẽ cho hai từ mới, đó là bây giờ là ima, mấy giờ là nanji, và chúng ta sẽ được câu là ima nanji desu ka, khi mà chúng ta muốn hỏi bạn bè hay là một người thân xung quanh mình, đúng không? Bây giờ là mấy giờ rồi ạ, đúng không? Thì chúng ta sẽ nói rằng là sumimasen, ima nanji desu ka, ima nanji desu ka. Là phần từ mới, từ mới mình cho sẵn đây rồi, bây giờ mình đọc cho bạn nghe nhé. Ji nanji hung pung nam pung biểu nam biểu. Về cái phần này nhá, các bạn chú ý này, hừng và bừng, cái âm ưng cuối cùng này đọc là ngờ nhá, nên là mình sẽ phải đọc là hừng bừng nam bừng. Tiếp theo ima là bây giờ nhá, nhấn cao chữ i đầu tiên này, ima. Gozen gogo hang mai hang mai. Mà chúng ta đến với phần cách nói giờ, điểm giờ nhé. Không giờ là lê dị, ichi dị, ni dị, san dị, yô dị, gô dị, lục dị, chi dị, hachi dị, cư dị, dư dị, dư ichi dị, dư ni dị, dư san dị, dư yô dị. Và những phần sau thì các bạn tự ghép vào thôi. Số đếm cộng với lệ gì thôi. Những cái phần quan trọng đây, phần cần chú ý đây, mình đã đánh dấu đỏ rồi, các bạn để ý. Đó là 4, 7, 9 và 14. Về phần cách nói phút, mình sẽ đọc cho các bạn nghe nhé. 1분, 2분, 3분, 4분, 5분, 6분, 7분, 8분, 9분. Trong phần này nhé, phần 4 và phần 8 này, mình có đánh dấu trung ngoặc đó. Cũng có nhiều người Nhật nói là yêu hưởng và hachi hưởng 8 phút, nhưng mà mình tra đấy thì người ta nói là yêu phưởng và hấp phưởng sẽ là chính xác hơn. Tiếp theo 10 phút có hai cách đọc, giúp phưởng và dịp phưởng, giúp phưởng dịp phưởng. Bây giờ 11 dịp phưởng, 15 dịp phưởng, 20 dịp phưởng, 25分. Chưa? Phần lớn các bạn chỉ cần để ý đến 10 và 5 thôi, đúng không? 10分, 10分 và 5分. Xong các bạn ghép vào. 15分, 25分, 35分, 45分, 45分. Về cách nói về giây thì rất là đơn giản. Chúng ta dùng số đếm cộng với là 秒, 1秒, 2秒, 3秒, 4秒. Ok. Rồi chúng ta vào phần luyện tập. Giờ mình cho một số thời gian này và các bạn thử đọc xem. Từ mới đầu tiên hăng có hai cách đọc nhá. Ví dụ nếu mà nói là 1 giờ 30 phút thì chúng ta sẽ đọc là 1 giờ 30 phút. Và nếu mà muốn nói là 1 rưỡi thì sẽ là 1 giờ hăng. Được chưa? Và chúng ta đến với phần luyện tập tiếp theo. Đó là 2 giờ 55 phút. Và cũng có thể nói là 3 giờ kém 5, đúng không? Và 2 giờ 55 phút thì chúng ta sẽ phải đọc là 2 giờ 55 phút. 2 giờ 55 phút. Và nếu mà đọc là 3 giờ kém 5 thì chúng ta sẽ phải đọc là 3 giờ 55 phút. 3 giờ 55 phút. Sau đây chúng mình cùng bước sang phần luyện tập, đúng không? Đó, bây giờ mình sẽ hỏi các bạn và các bạn sẽ trả lời nhé. 皆さん、今何時ですか？何時ですか？今。Việt Nam thì chậm hơn Nhật Bản 2 tiếng đồng hồ. Bây giờ mình muốn hỏi rằng Việt Nam bây giờ là mấy giờ rồi thì sẽ phải hỏi như thế nào? Mình sẽ nói rằng là Việt Nam hả? 今何時ですか？các bạn trả lời đi. Thành phố London ở nước Anh
chậm hơn Tokyo 9 giờ đồng hồ. Vậy thì bây giờ ở London sẽ là mấy giờ? Mấy giờ nhỉ? Ok. Và chúng ta luyện tập thêm một vài. Bây giờ mình quay đồng hồ nhá. Và các bạn nói cho mình nhá. Bây giờ mấy giờ nhá? Và Trang. Ok. Khán toàn để sổ. Ima nanji desu ka? Ima nanji desu ka? Ima nanji desu ka? Ima Ima nanji desu ka? Bài học của chúng ta kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã thường xuyên quan tâm theo dõi các clip của mình và hãy đăng ký kênh Dũng Mori để cập nhật được những bài học sớm nhất nhé. Bye bye.